Máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Ở trong các cái video trước ấy, thì bên mình đã giới thiệu cho anh em các cái dòng súng bắn vít mini mà chạy khí nén, bu lông 8, bu lông 10 và vít 4 cạnh. Thì chúng ta nên sử dụng những cái dòng nào? Thì qua hàng tháng, qua hàng năm, các cái dòng súng bắn vít mini thì có cái thương hiệu nó không sản xuất nữa, nhưng có cái thương hiệu thì nó lại có cải tiến cập nhật. Vậy thì cứ khoảng tầm 3 tháng cho đến 5 tháng một lần thì Máy móc Minh Chí xin phép lại giới thiệu đến anh em những cái dòng súng bắn vít mini trên thị trường mà anh em thợ là thường hay mua và hay sử dụng. Đầu tiên là cái con thông dụng nhất là súng bắn vít mini đen trắng. Đây, đây là súng bắn vít mini đen trắng. Thương hiệu của Lion King. Anh em có thể nhìn thấy, đây là thương hiệu của Lion King nhỉ. Mẫu sản phẩm này thì là được đánh giá là giá rất là rẻ ở trên thị trường, nó khoảng tầm hơn 300 một chút. Sản phẩm này thì bắn bu lông 8, bu lông 10 và vít 4 cạnh. Ưu điểm là rẻ hơi là rẻ. Và nhược điểm là cái dòng này thì nó có hay, nó là những cái dòng rẻ, thành ra là đôi khi là trong khoảng 100 con thì nó sẽ lỗi khoảng tầm 4 cho đến 5 con. Thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta thường hay gặp phải. Hộp của sản phẩm đi kèm thì nó là đây. Đấy. Anh em có thể nhìn thấy chi tiết. Con này thì giá trên thị trường khoảng tầm 300.000 hơn một chút. Sản phẩm này thì bắn bu lông 8, bu lông 10 và vít 4 cạnh. Thì khi mà chỉnh có súng, sản phẩm chúng ta vẫn chỉnh left right trái phải ở đây. Left right trái phải ở đây. Ngoài ra thì sản phẩm này có 3 số để anh em chúng ta có thể sử dụng. Rất là chất lượng. Thì nếu như anh em nào chúng ta mới ra nghề thì chúng ta nên sử dụng những cái dòng này, rẻ mà chất lượng, thương hiệu của Lion King. Giá khoảng tầm hơn 300.000 một chút anh em nhé. Rồi, tiếp đến là nếu như bạn muốn tìm mua một cái dòng mà đẹp hơn, chất lượng hơn, hình ảnh rẽ rõ nét chi tiết thì đây là con mạ vàng của thương hiệu Lion King. Con này thì giá cao hơn con kia một chút, nó khoảng tầm 400.000 anh em ạ. Thì về cấu tạo tính năng thì nó cũng như vậy thôi, cũng bắn left right trái phải ở đây. Cũng chỉnh 3 số ở đây. Và sản phẩm thì cũng vẫn là bắn bu lông 8, bu lông 10 và vít 4 cạnh cho tất cả anh em. Tuy nhiên thì cái con mạ vàng này nó cao cấp hơn cái con đen trắng một chút. Đây, tôi sẽ cầm hai con để cho anh em so sánh. Cũng đều là thương hiệu của Lion King nhưng mà con mạ vàng thì nó có nhiều cái tính năng nổi trội hơn. Ví dụ như là lớp vân ở đây, xi thêm một lớp mạ vàng. Thì con này nó đắt hơn con đen trắng khoảng tầm 50.000 thôi anh em. Nhưng mà con này thì nhìn đẹp hơn, chất lượng hơn. Thì tùy vào tính năng anh em chúng ta sử dụng. Anh em thích con nào thì chúng ta lấy con đấy thôi. Ok. Rồi. Nếu như mà bạn muốn vừa bắn vít mà bạn lại còn vừa muốn mài xăm lốp, là bạn lại còn vừa muốn khoan nữa, thì cái con súng bắn vít 3-1 thương hiệu của Bon. Mã của sản phẩm là 8320. Con Bon này nó có cái tính năng khác với các con khác như thế nào? Khác với hai con Lion King như thế nào? Con Bon này nó là đầu kẹp. Khi các bạn sử dụng đầu kẹp như này thì các bạn có thể là vừa bắn được vít 4 cạnh này, bắn được bu lông này, và các bạn có thể kẹp cái đầu mài mài xăm lốp, cái đầu mài tròn, đầu mài vuông để chúng ta sử dụng. Hoặc bạn có thể là dùng cả cái đầu kẹp khoan luôn. Tức là khi mà đã dùng đầu kẹp ấy thì rất là tiện. Còn như con này nó dùng chân của lục giác này. Nó dùng chân lục giác thì chỉ có gấp vít 4 cạnh này. Những cái dòng chân lục giác thì mới gắn vừa thôi. Còn như cái dòng này ấy, thì nó lại là đầu kẹp. Riêng đầu kẹp như cái đầu khoan mang danh như thế này ấy, thì các bạn có thể sử dụng rất là tiện. Chúng ta có thể vừa mài xăm lốp này, vừa bắn vít 4 cạnh này, bắn bu lông 8, bắn bu lông 10. Thì cách thức sử dụng thì cũng vẫn như các cái dòng khác thôi. Là bắn mạnh nhẹ left right trái phải ở đây. Đây, left right trái phải chúng ta chỉnh bên này. Chúng ta chỉnh 3 số mạnh nhẹ ở đây. Rất là thuận tiện. Thì cái dòng này thì bên tôi hay gọi là súng bắn vít đa chức năng, thương hiệu của Bon. 3-1, vừa bắn vít, vừa mài khoan, vừa kẹp đầu mài đầu khoan. Nói chung là rất là đa di năng luôn anh em. Thì giá con này trên thị trường thì bên Máy móc Minh Chí xin phép là được để trong phần comment nhé. Bởi vì giá con này nó hơi dao động. Đấy, nó hơi dao động một chút. Thành ra là nếu mà anh em nào chúng ta cần thì anh em có thể inbox qua Zalo cho mình nhé. Rồi, tiếp đến là dòng súng bắn bu lông thương hiệu của Tusaki, Đài Loan sản xuất theo công nghệ của Nhật, TS5H. Cái con TS5H này thì nhìn ngoại hình ấy thì rất giống cái con đen trắng. Đúng không? Rất giống cái con đen trắng. Thế nhưng mà cái con 5H này ấy, thì nó là hàng cao cấp và chất lượng hơn các cái dòng của cái dòng đen trắng kia, Lion King kia. Thì thương hiệu của Tusaki ở thị trường Việt Nam thì họ làm súng 1/2, súng 3/4, súng 1 inch rất là nhiều.
Thì đây là cái dòng 5H của thương hiệu Tusaki. Giá của con này thì bên mình xin phép là cũng cập nhật qua Zalo cho tất cả anh em. Về cách thức sử dụng thì cũng vẫn như các con khác. Left right, trái phải. Đó. Giá con này cũng rất là mềm thôi anh em. Cho nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm nhé, không đắt đâu. Rồi. Tiếp đến là một cái con dòng mạ vàng. Con này thương hiệu của Knai, là hàng của Đài Loan chính hãng. Con Knai này ấy, thì nó có ngày xưa nó là màu đen, nhưng mà bây giờ cái màu đen đấy hình như là thương hiệu Knai nó bỏ rồi sao ấy. Cho nên là nó không dùng cái dòng màu đen nữa mà nó dùng cái loại mạ vàng. Đấy, thì anh em hay xem cái video clip của tôi thì biết cái con Knai là như thế nào. Con này thì bên tôi đã bắn thử rất là nhiều rồi. Và đây là cái dòng Knai H9. À Knai 6H nhầm. Knai 6H. Rất là chất lượng. Con này thì bắn bu lông 8, bu lông 10 và vít 4 cạnh cho tất cả anh em. Giá dao động ở trên thị trường bên mình đang bán là 750.000 anh em nhé. Con này thì hàng rất là đẹp và rất là uy tín. Nhưng mà giá sắp tới nó sẽ có dấu hiệu đi lên đấy. Bởi vì là các cái vật dụng giá cả leo thang mà. Cho nên là cái dòng này là sắp tới giá nó sẽ lên cao đấy anh em nhé. Con này thì tôi đã bắn thử rất là nhiều rồi. Thành ra trong cái video này tôi cũng không review chi tiết nữa. Nếu như các bạn muốn dùng những cái dòng cao cấp chất lượng uy tín thì những con dùng con này là rất là ok rồi. Rồi, tiếp đến là dòng Tusaki 8H, màu đen và màu bạc. Anh em có thể nhìn thấy cái dòng Tusaki TS8H này cũng là một trong những cái dòng rất là đáng mua mà anh em chúng ta nên sử dụng. Con này thì cái màu rất là đẹp và thường anh em hay hỏi những cái dòng này. Dòng này thì năm nay vừa mới ra anh em nhé, năm 2022. Dòng này thì chúng ta có thể bắn 3 số cũng chỉnh ở đây. Tay vặn left right trái phải rất là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Cái dòng này thì nhìn cao cấp anh em ạ, đẹp. Giá của sản phẩm thì vẫn như mọi khi, anh em ép Zalo để biết được giá của sản phẩm nhá. Và con này thì tôi cũng đã bắn thử rồi. Nếu như anh em nào muốn nghe tiếng của nó và muốn nghe tôi bắn thử, anh em có thể vào trong các cái phần kênh YouTube của bên máy móc Minh Trí để xem video và nghe tiếng nhá. Đây là thương hiệu của Tusaki TS8H. Chân lục giác, bắn vít 4 cạnh, bu lông 8 và bu lông 10 cho tất cả anh em. Hàng này thì bên máy móc Minh Trí đều có sẵn anh em nhé. Rồi. Tiếp đến là cái dòng Tusaki 10H. 10H thì nó khác cái con 8H ở cái điểm gì? Thì thực ra thì khác nhau ở cái lực bắn thôi anh em ạ. Tất nhiên là cái dòng 10H thì nó sẽ to hơn và bắn khỏe hơn cái dòng 8H rồi. Cái đấy là điều không thể nào mà tránh khỏi. Đây, thì tôi đang so sánh hai con, tôi đặt cạnh nhau. Thì con 10H nó to hơn con 8H một chút. Con này thì màu chủ đạo là màu đen và màu xám. Ở trên thân màu đen thì nó có ghi thương hiệu là Tusaki, do Đài Loan sản xuất theo công nghệ của Nhật. Có chữ Nhật luôn, TS10H. Con này thì cầm rất là chắc chắn. Có cái đường vân bọc ở trên cái đoạn tay đen nhám này. Cầm rất là chắc chắn luôn. Hàng này thì là hàng cao cấp, do Đài Loan sản xuất theo công nghệ của Nhật rồi. Cho nên là rất là uy tín anh em nhé. Rồi, tiếp đến là cái dòng Lion King. Lion King này thì nó lại khác, là nó không phải bắn thẳng như cái dòng các cái dòng kia mà nó bắn ngang. Con này thì cũng bắn được bu lông 8, bu lông 10 và vít 4 cạnh cho anh em. Thì con này khác ở cái điểm gì? Nó bắn ngang, cho nên là những cái vị trí khó, những cái chi tiết khó, anh em chúng ta có thể lùa được vào trong các cái vị trí khó để chúng ta bắn. Đấy, thì cái dòng này thì chúng ta chỉnh left right trái phải. Ở dưới này nó sẽ có một cái cút nối nhanh. Thì đây là hàng mới, thì nên là tôi chưa cho vào trong cái video này. Nó có một cái cút nối nhanh và anh em chúng ta có thể vặn lực mạnh nhẹ ở đây. Đấy, còn left right trái phải thì anh em chúng ta vẫn chỉnh ở trên đầu súng này. Anh em có thể bắn left right hoặc bắn trái phải ở đây. Thì con này rất là tiện nhá, cho những anh em nào chúng ta mà nó cầm như súng 1/2 thôi, nhưng mà nó có thể lùa được trong các cái vị trí khó. Thì cái dòng Lion King này thì màu chủ đạo là màu cam, Made in Taiwan, anh em có thể thấy ở đây không ạ? Cái dòng này thì bên máy móc Minh Trí vẫn đang phân phối. Và nếu như các bạn muốn sử dụng cái dòng nào thì các bạn có thể alo cho bên máy móc Minh Trí. Rồi, còn một cái dòng nữa mình quên chưa giới thiệu cho anh em. Rồi, còn một cái dòng nữa mà mình chưa giới thiệu cho anh em. Đấy chính là Kusaki. Quên mất. Đây là cái dòng Kusaki. Cái dòng Kusaki này thì chắc là anh em đã biết rất là nhiều rồi đúng không? Bởi vì bên mình đã review cái dòng Kusaki này rất là nhiều rồi.
Dòng Kusaki này thì là công nghệ của Nhật Bản, rất là đẹp. Và toàn thân thì là thân màu nhám. Ngày xưa nó làm màu bạc anh em ạ. Ngày xưa nó làm màu bạc như này, nhưng bây giờ nó làm chuyển sang cái màu nhám rồi. Màu nhám tạo vân rất là chắc chắn. Kusaki KG5H. Cái dòng này thì bên máy móc Minh Chí cũng đã bắn rất là nhiều rồi. Thì cái màu chủ đạo thì là màu nhám, và chúng ta vẫn chỉnh 3 số ở đây. Left right chúng ta vẫn chỉnh ở đây. Rất là chất lượng luôn. Thì vừa rồi là các cái dòng súng bắn VIP ở trên thị trường cập nhật năm 2022 cho tất cả anh em. Và nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng và đặt mua các cái dòng súng này, các bạn chỉ cần nhấc máy lên và alo cho bên mình thôi. Thì đây là fanpage của bên mình. Các bạn có thể tìm đến từ khóa là máy móc Minh Chí ở trên fanpage, hoặc là trên YouTube là từ khóa là máy móc Minh Chí, hoặc là ba cái số Zalo 0915498666, 0978390231, hoặc là 0986734894 để đặt mua các cái dòng súng bắn vít này ở trên thị trường. Và sản phẩm này thì bên mình xin phép là ship hàng toàn quốc, xem hàng, kiểm tra hàng, thử hàng thoải mái rồi mới thanh toán tiền, tránh tình trạng là mất lòng tin khi mua hàng online. Anh em hoàn toàn có thể xem hàng, kiểm tra hàng, thử hàng thoải mái rồi mới thanh toán tiền anh em nhé. Để cho anh em có cái nhìn chi tiết hơn, sản phẩm này ship hàng toàn quốc, đến nơi nếu mà không ưng anh em có thể là trả lại cho shop và không mất một chút chi phí nào anh em nhé. Vừa rồi thì bên mình đã review tất cả các cái dòng súng bắn vít trên thị trường mà anh em thợ sửa xe hay sử dụng. Khi anh em mua hàng của bên máy móc Minh Chí thì bên mình xin phép là tặng cho anh em đây, một cái bu lông 8, một cái bu lông 10, một bu lông 8, một bu lông 10 anh em nhé. Và một vít 4 cạnh. Bình thường ấy, các cái súng ở trên thị trường người ta sẽ không tặng kèm cho anh em đầy đủ như này đâu. Nhưng mà bên máy móc Minh Chí thì luôn luôn tặng kèm cho anh em một cái vít 4 cạnh này, một bu lông 8 và một bu lông 10 để cho anh em chúng ta sử dụng. Như vậy là rất là chất lượng rồi nhá. Rồi, thì nếu như bạn muốn lựa chọn những cái dòng súng này, hoặc là các bạn muốn nghe bên mình review chi tiết bắn thử các cái dòng súng này, thì các bạn có thể tìm đến từ khóa trong YouTube là máy móc Minh Chí. Bên mình đã bắn thử tất cả các cái dòng này rồi. Thì ở trong cái video này thì mình chỉ giới thiệu qua sản phẩm thôi. Và rất là hy vọng anh em có thể tìm và chọn mua được cho mình những cái dòng súng bắn vít mini hiệu quả ở trên thị trường với giá cả chất lượng. Và đừng quên ủng hộ máy móc Minh Chí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.